Xin chào tất cả các bác nhá. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút giây thư giãn, đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Như tờ đề thì hôm nay em sẽ dẫn các bác đi tham quan vườn cà phê trồng sen phía dưới các bác. Đây là cà phê xanh đồn ghép, năm nay là năm thứ hai các bác. Năm nay là năm thứ hai đây. Xanh lùn trên đồi đá đấy các bác. Vườn này thì em cũng đã quay khá là nhiều lần cho bác rồi, từ hồi mùa khô, nhưng mà quay ở phía dưới các bác. Đây là cái vườn của ông anh mình. Trước thì em hay quay ở phía dưới cơ. Phía dưới thì có mỗi cà không. Vườn trên này thì trồng sen với phía dưới các bác. Dứa nó mới chất. Dứa này thì cũng đã nhử rồi các bác. Nhử hồi tháng 9 á. Nhử cho nó ra trước vụ để cho tiêu thụ nó dễ các bác. Đây là cà phê xanh lùn này, khá là xanh. Cái này thì cũng đầu tháng 11 rồi các bác, mùng 7 tháng 11 rồi. Cho em thì bữa nay thì mới bắt đầu vào mùa mưa chính đấy các bác. Ở phía kia là phía đông các bác, phía Tuy Hòa, Phú Yên rồi. Mùa này cứ ảnh hưởng của không khí lạnh là mưa liên tục à. Cứ có không khí lạnh là mưa gần biển các bác. Cho nên làm cà phê cũng hơi vất vả. Mùa này mùa sắp hái cà phê mà lại vào mùa mưa luôn. Chỗ này thì đồ này thì bao đá lắm các bác. Toàn là đá không. Đất đá đất đồi thì rất là hợp với cây dứa. Này nó đã bắt đầu nhú quả rồi các bác. Quả bé xí ở trong. Soi kỹ mới thấy được. Bình thường thì cà phê thì trồng sen với điều, với tiêu, hoặc là cây sầu riêng, các loại cây ăn trái khác. Hôm nay quay trồng sen với dứa cho các bác học tham khảo luôn. Khá là chất. Ở trên đỉnh đồi này thì tầm hơn 3 xảo các bác. Đá với lại dốc lắm. Dứa đấy các bác, dứa thì cũng thơm được. Dàn cảnh cho năm sau cũng khá là ok. Quả năm nay cũng do nó hạn đấy các bác, không được nhiều lắm. Với lại ở trên này, ở phía trên cao này, quả không được nhiều lắm. Này thì để cho cỏ rồi cắt thôi các bác, chứ không có cuốc được đâu. Lại cũng hạn chế bơm thuốc sâu do đất nó dốc quá. Quả cũng bữa nay thì nó hơi vàng vàng rồi. Nhân thì bữa nay thì chắc nhân rồi, cứng rồi. Nhưng mà hái bán thì cũng bán được rồi quá. Đất dốc lắm các rồi. Phê xem phía dưới các bạn. Nó mới chất rồi. Đây này, cái chỗ trồng dứa độc canh này. Một chỗ dứa độc canh nhá, trồng dứa không. Khi nãy thì dứa với cà phê. Cái dứa này thì đất đồi với đất đá thì rất là phù hợp. Đất mà thoát nước tốt các bạn. Quay cho các bác tham khảo xem mà thích cái mô hình trồng cà phê xanh dứa này. Cái này thì đất dốc này thì chỉ hái theo một chiều mà. Nếu mà trải bạt thì trải theo một chiều dọc này thôi. Không lôi qua lại được. Đất dốc lại là dừa mắc dứa này sao lôi qua lại được. Khá là ổn đấy các bác. Trồng này thì đỡ bị xói mòn đất luôn. Đỡ phải làm cỏ, đỡ xói mòn đất. Chứ đất dốc này mà không để cỏ với lại không trồng cây gì thì mưa nó trôi kinh lắm các. Ở phía trên kia là đỉnh đồi rồi.
chỗ khu vực trồng cà này thì hơi một khác cơ. Khá là ổn thật các bác. Giờ này thì đến tháng 4, tháng 5 dương lịch là bắt đầu thu được rồi các bác. Ép cho nó ra trước tháng tiêu thụ cho nó dễ. Ok, chắc là video của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.